Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu món ăn là mình sẽ nấu là bắp xào với tôm, bắp non xào với tôm và món hàu sữa chiên giòn. Xin bây giờ mình sẽ xin giới thiệu các dụng cụ gồm có nha cả nhà. Đây là bắp với tôm. Còn đây là hàu sống, hàu non. Và đây trứng gà để mình bỏ vô. Và đây là tôm tempura và tôm chiên giòn nha cả nhà. Và bắt đầu bây giờ mình sẽ chuẩn bị nha cả nhà. Đây là cái hột gà, Diễm đập, Diễm sẽ đổ vô. Đó. Đổ vô xong Diễm sẽ quậy lên, quậy với hàu sữa đặng mà cho bột nó dính nha cả nhà. Đó. Cho một ít bột nêm vô thôi, xong bắt đầu Diễm sẽ đổ một ít bột tempura vô cho nó giòn nha cả nhà, một ít thôi, không cần nhiều. Đó. Quậy nó đều ra. Để một hồi mình lăn qua với cái bột này. Đó. Cho nó đều ra nha cả nhà. Cho nó giòn. Xong, Diễm sẽ lấy một ít bột chiên giòn nha cả nhà. Đó, Diễm lấy một ít thôi nha cả nhà. Xong rồi mình lấy hết, mình để lên bên này nữa. Lấy một ít thôi. Xong rồi hàu này nè, mình đã trộn vô trong cái hột gà với một ít bột bột chiên tempura đó cả nhà. Đó. Cho nó hơi có nước chút nè. Đó, bắt đầu thì Diễm sẽ lăn nó qua nha cả nhà. Lăn qua đây. Cái này là chảo đã sôi rồi nha cả nhà. Đó. Đó, chảo dầu đã sôi rồi đó. Cho nó đều lên, cho nó thơm, cho nó đều con hàu lên nó, mình ép nó này. Cho nó đều mì mà bột vô đó. Ép nó như nha cả nhà. Đó. Cho nó giòn nha cả nhà. Đó. Bỏ vô cái con này. Đó, mình cứ làm vậy. Cả nhà đừng có lấy bột nhiều, lấy vừa đủ thôi. Mình nhắc nó lại. Thì mình đổ vô thêm nha cả nhà. Hàu chiên giòn. Hàu này bữa hổm mình đi Costco đó cả nhà mua nè, con bự lắm đi. Có bao tay mình dễ làm hơn cả nhà. Đó. Mình dắt nó. Còn hai con xong. Đó. Đó.
đừng có chở liền nha cả nhà, cho nó vàng đều một bên là mình hãy chở. Vừa rửa bột luôn cả nhà. Hai cả nhà đã sau khi đã chín một bên thì Diễm sẽ chở bè nha cả nhà. Đó, mình chở bè. Mình chở bè. Nhìn ngon đó cả nhà. Đó. Xong rồi Diễm sẽ đổi chảo. Đổi chảo vô. Cho nó qua đây. Giờ đây Diễm sẽ chiên. Trong khi chờ nó chín thì Diễm nè. Diễm sẽ chiên cái xào cái bắp nha cả nhà. Bắp xào thì đơn giản thôi. Một chút dầu. Đợi cho dầu nó chín. Đợi dầu chín thì sẽ bỏ. Ủa để dầu nóng thì nó sẽ bỏ tỏi vô cho nó thơm như vậy nha. Sau khi tỏi vàng thì Diễm sẽ bỏ tôm vô nha cả nhà. Tôm này không cần mình xào chín lắm nha cả nhà, xương xương là được rồi. Xong thì mình đổ bắp vô. Bắp non ngon lắm cả nhà. Bắp này cả nhà cũng không cần xào chín cho lắm nha cả nhà. Chín xương thôi. Nghe mùi thơm rồi đó. Và bây giờ Diễm sẽ bỏ một ít muối vô. Đây. Muối. Ít đường vô. Ít bột ngọt vô. Và ít bột nêm vô. Xong. Đơn giản cả nhà. Xào cho nó đều. Xào cho nó đều nha cả nhà. Đó. Xào cho nó đều. Sau khi cả nhà thấy cái bắp nó đã vàng đều rồi nè, lại nó chín thì Diễm sẽ đổ hành vô. Cho nó đẹp cả nhà. Rồi xong rồi nó ăn. Quá đơn giản cả nhà. Hello các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn món gì? Hôm nay phun là món nè. Đây là hào. Hào oyster
fried with... This is fried oyster? Yeah, oyster. Wow. This one này bắp non nha cả nhà. Đó. Bắp non nha cả nhà. Bắp non. Yeah, not a tea. No, dip here. This one, this soft for this one. Okay. This soft for oyster. Oh, they're different. Yeah, different. This one for oyster. This one for... Okay. From... Oh, that's good. Oh, that's good. Last time we bought in Costco. So. Yeah, bought big oysters in Costco. Mm. Này, bắp muối Costco, cả nhà ngon. So good. It's so good, eh? Mm? It's so good, eh? Corn? Mm. Yeah. I was gonna do an okay symbol, and I realized I'm gonna drop my chopsticks. I'm a little tired today too. So what's the seasoning for the corn? And my nói đây là mùa của bắp cho cả nhà ngon. It's so good too. Ôi trời ngon lắm cả nhà. Hào sống. Phở. This one hào. Hào? Hào. Because they have accent, hào. Right? Hào. Hào. Bữa nay anh Tây nói tiếng Việt vui quá cả nhà. Hào. Can you say again? Hào. Hào, yeah, where the now. Hào. Sometimes ảnh nói tiếng Việt và cho nên là không có bỏ cái dấu đó cả nhà. Cái dấu đó cho nên difficult, right? Nó khó. Vietnamese? Yeah, Vietnamese. Yeah. Nó khó, bỏ dấu nó khó. Hào này ngon quá. So good. Really good, yeah. Cái hào này mình chiên lên với cái bột này nè cả nhà. Cái bột mì nhìn nè, giòn lắm. Đó. So good. Ngon quá cả nhà. You are amazing. Thank you, so good. I am amazing, or the food is amazing. You are amazing. He say, I'm amazing. Ảnh nói là mình tuyệt vời, nhưng mà mình hỏi ảnh là amazing tuyệt vời là hỏi là mình tuyệt vời hay là cái food tuyệt vời đó cả nhà. Vui không cả nhà? Đó. Tuyệt vời. Amazing. Tuyệt. Tuyệt vời. Điệt vời. Điệt vời. Yeah. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh Mai phải học thêm nhiều tiếng Việt nữa cả nhà. Tại vì bây giờ cái giọng ảnh nó còn cứng lắm cả nhà. Tại mình nói tiếng Anh đó. So, sometimes you react the English for everybody. Like sometimes the accent the same, right? And last time you told me about the word, similar word. The different meaning, but similar word. In English? Yeah, in English. Mm-hmm. Many. I can't think of any right now, but sometimes I come across them. Right and right. Yeah. Are good ones. Yeah. Rice and rice. Sometimes he... Right and right. Right and right and right. Because you can write directions yeah. to go... Right, là viết đó cả nhà. To the right.
Yeah. And they can be wrong or right. Right or wrong, có nghĩa là đúng hay sai nữa. Cái từ right với cái từ giết với cái từ Spelling's different, but the pronunciation, yeah, I think exactly the same. Exactly. So anh nói cái hai cái từ đó là từ right là giết và right là đúng hay sai. Khi mà mình pronunciation á thì là same, nhưng mà cái giọng của mình là same, nhưng mà cái nghĩa thì khác nhau cả nhà. Đó. Cho nên tiếng Anh á sometimes nhiều khi á nhiều người nói là người Việt mình á, người ta nói ô mày nói giọng không đúng, hay là mày nói ô cái này không đúng, cái kia không đúng, người ta hay thường nói như vậy. Nhưng mà thật sự khi mà người Mỹ hay người Tây hay người Canada thì quen như người ta nói cái tiếng Việt của mình cũng không có đúng, cũng như cái accent á, accent nó cứng. Cho nên for example, write or write là viết. Can you write? Viết. Viết. Write là viết. Viết là write. Can you spell viết? No. Say it? Yeah. One more time? Viết. Huh? Viết. Viết. Yeah. Sometimes viết. Viết thì vi. Vi thì mình phải vi thì mình vừa viết. Nhưng mà khi mà sometimes mình là di là viết. Vậy tại vì Diễm, em là người miền Tây, sometimes em nói tiếng Việt cũng sai. Tại vì khi em nói là viết, viết thì người Bắc người ta sẽ nói là viết, viết là đúng. Nhưng mà sometimes em là người miền Tây. Are you saying sometimes in English or is that Vietnamese? Vietnamese too. It sounds like you're saying sometime. Yeah. Sometime. Like, tại vì sometimes là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Sometimes I speak Vietnamese, so incorrectly too. Oh. Yeah, because I speak fast and sometimes I accent. So, viết that mean you kill someone, but but viết that mean you writing. It's the same. Mm-hmm. Yeah. Đó mọi người, cho nên là khi mà mình học tiếng Anh á, mọi người cứ nói đại đi, không sao hết trơn á. Rồi nếu mà mày sai thì người ta sửa. Cũng như người Mỹ, người Tây, người ta nói tiếng Anh cũng sai vậy. Cũng nói tiếng Việt cũng sai vậy. Đâu có sao đâu mọi người. Cho nên Diễm cũng không có sợ, cứ nói thôi là người ta sửa. Đó là vậy. Đó. Vui ha. Đó. Cho nên là hôm nay no, I just talk to Atlanta to everybody. Hôm nay? Hôm nay. Vui vẻ. Today, happy. Đó mọi người. Nên là mình chia sẻ những gì mỗi ngày nha cả nhà. Đó. Cho nên bây giờ thì nếu mà mọi người thích cái kênh của mình á thì xin chia sẻ giùm và like, subscribe để mình có động lực làm thêm mỗi ngày với anh Mai nhé. Đó. Say hi, like, subscribe. Ah, you do this one. The right hand. Like, subscribe, and the button down below somewhere there, I think. No, there. No. You're right. All right. No. Yeah, xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp cả nhà. Yeah, chúc cả nhà mỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc. Hạnh phúc. Every day. Okay. Yeah.